Thuyên Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay Thuyết nhận được một cuộc điện thoại của một người mà các bạn đã biết. Tuy nhiên người đó là ai thì đến bây giờ Thuyết vẫn chưa biết tên. Người thanh niên này chính là người thanh niên đã đưa Hùng, sau khi mà thanh niên Hùng ôm đứa con của mình biến đi mất tích tại một ngôi chùa, khi mà Hùng cả Ngân đến đó mà bán con cho ngôi chùa, và sau đó cậu ta đã lừa dối Ngân là quay trở lại là có cái việc gì đó, đúng không ạ? Và thực ra cậu ta đã có một sự hợp tác nhất định nào đó rồi với một cái sư thầy nào đó ở trong ngôi chùa này. Và khi Ngân quay trở lại chính là nhận được một cái lá thư cậu ta đã viết trước và nhờ một sư thầy để đưa cho Ngân. Thì chính trong thời điểm đó cậu ta đã bế con quay ra, và một người đàn ông lạ mặt, một thanh niên lạ mặt đã đưa cậu ta đi mất tích. Và chính người thanh niên này đến bây giờ với chúng ta vẫn đang là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thuyết vẫn không biết được nhiều về người thanh niên này, chỉ có một suy đoán đơn giản rằng Thuyết suy nghĩ rằng có thể người thanh niên này là đàn em của bà Hoàng Thị Yến. Đây là cái suy nghĩ của Thuyết, không biết có đúng hay không mà cũng chẳng biết dựa vào đâu. Chỉ biết rằng là bà Hoàng Thị Yến là một người thích làm việc trợ nghĩa, thích giúp người, và đến lúc thật cần thiết thì người ta mới ra mặt. Thì trong cái câu chuyện vừa rồi thì rõ ràng là sinh viên Hùng bị bế tắc, không có cái lối thoát trong cái con đường là muốn ngăn cản Ngân lấy bác sĩ Trần. Và trong cái chuyện này thì nó liên quan đến đứa con trai của Hùng, và có thể liên quan đến cái số tiền khổng lồ mà Ngân đang coi như đứng tên con trai của mình, đúng không ạ? Trên là có thể là do cái vấn đề đó mà bà Hoàng Thị Yến mới xuất hiện và đưa cho, tức là giao cho đàn em của mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ giúp đỡ sinh viên Hùng. Thì đây chỉ là cái suy đoán của Thuyết mà thôi. Thì đến ngày hôm nay Thuyết lại nhận được một cái cuộc điện thoại của người thanh niên này. Vâng, không biết hiện tại là người thanh niên này ở đâu, nhưng với cái số mã vùng mà Thuyết nhận được thì Thuyết nghĩ rằng người ta phải ở rất xa, không phải ở tỉnh thành Toronto này. Nhưng cuối cùng thành ra người ta lại ở gần, rất gần mình. Thuyết nghe trong điện thoại thì người thanh niên này nói rằng chú biết rằng là tôi biết là chú không tin những cái chuyện mà nhiều người nói ra là cô Ngân đã bị bùa ngải, nhưng mà thực sự chú có biết không, chính bản thân chú là không tin, nhưng tôi nói cho chú nghe cái điểm này. Cái hôm mà chính bác sĩ Trần đưa cô Ngân đi lên trên thác nước Niagara vừa rồi, là chính cái hôm đó là hôm cầu hôn và khiến cho bà Dung tức đến muốn chết đi chẳng nữa, tức muốn chết mà không làm gì được Ngân. Trong khi đó thì Ngân lại ung dung cùng bác sĩ Trần đi đến ngôi miếu của bà Ngọc Trinh. Vâng, người thanh niên này đã tiết lộ, và trong ngôi miếu này họ làm gì với nhau thì không ai có thể biết được. Bởi vì rõ ràng lúc nào cũng có một cái ông thầy, hay còn gọi là người gác đền, cái người trông coi ngôi miếu này trông coi. Vâng, đây là một cái chuyện mà thực sự ra đến bây giờ khi mà nghe tin này thì Thuyết mới biết. Rõ ràng là người thanh niên này có vẻ như là vẫn âm thầm coi như theo từng bước chân bác sĩ Trần, hoặc là từng bước chân của cô Ngân, đúng không ạ? Cho nên là họ mới biết được như vậy, chứ làm sao mà không biết. Và cái mục đích hôm nay gọi họ gọi Thuyết để làm gì đây? Thành ra là họ nói với Thuyết rằng là cái nhân vật Ly Hương mà hôm nay chính chú đã đi gặp gặp Ly Hương vào ngày hôm trước để tìm hiểu, chính là do bác sĩ Trần giới thiệu ở cái số điện thoại đó. Thì rõ ràng là có một cái chuyện bí mật trong chuyện này, thì chính bản thân là chúng tôi cũng không muốn cho chú biết nhiều hơn, bởi vì Võ Ái Khanh đã nói rồi. Chính Võ Ái Khanh là người không muốn cho chú biết tất cả về câu chuyện của bác sĩ Trần, bởi vì cô ấy không muốn cho chú tham gia quá sâu, bởi vì chú không phải là đối thủ của ông Trần. Cho nên là nhắc nhở ở đây để chú là không cần phải tìm hiểu quá sâu về Ly Hương nữa. Đấy. Thì mình cũng rất khó hiểu trong cái câu chuyện, cái cuộc điện thoại của người thanh niên lạ mặt này. Hôm trước thì người thanh niên lạ mặt này cách đây mấy hôm gọi điện thì mắng Thuyết rất nhiều, đúng không ạ? Lúc đấy còn xưng cả ông với tôi cơ. Hôm nay thì tử tế gọi là xưng chú với cháu. Rõ ràng là người thanh niên này cũng là người ngoài Bắc. Bởi vì thường thường những cái người ngoài ở trong miền Nam á, họ xưng chú này hoặc là họ xưng bác này, thường thường là 100% họ sẽ xưng con, đúng không ạ? Nhưng mà
trong cái câu nói chuyện mà người ta xưng cháu một cái là biết rằng là người ngoài Bắc rồi, bởi vì cái danh từ nó hai cái danh từ mà này nó rất rõ ràng và nó gọi là tiếng địa phương rồi, rất khi các bạn muốn muốn sửa cũng rất là khó. Cho nên là trong câu chuyện này Thuyết biết rằng là thành ra là người ta biết rõ rằng là Ngân đã vào ngôi miếu đó, biết rõ cả về Ly Hương nữa, nhưng đến bây giờ họ vẫn không muốn cho Thuyết biết, chỉ vì lý do là bởi vì họ cho rằng Võ Ái Khanh muốn ngăn cản Thuyết là không cho Thuyết biết nhiều hơn, bởi vì khi Thuyết biết thì có thể Thuyết sẽ gặp cái gì đó không tốt, bởi vì Thuyết không phải là đối thủ của bác sĩ Trần. Đây là một cái ý của họ muốn nhắc nhở Thuyết. Thì trong câu chuyện này thì vào ngày hôm qua cũng có rất nhiều người nói rằng khi mà thấy bác sĩ Trần mời Thuyết đi ăn cơm thì có rất nhiều người lo sợ Thuyết nhận lời mời, bởi vì sợ rằng là trong cái món ăn đó bác sĩ Trần cho cái gì vào. Thì thật sự Thuyết không hiểu là mọi người nghĩ cái gì mà ghê gớm thế, bởi vì Thuyết thấy rằng rất là bình thường, có cái gì đâu, có phải từ xưa giờ chưa đi ăn với bác sĩ bao giờ đâu. Cái thứ hai rằng là Thuyết nghĩ rằng không phải ở đến mức độ mà nó quá ghê gớm như vậy. Thế nhưng trong câu chuyện của người thanh niên lạ mặt gọi điện nói nhắc nhở Thuyết ở đây thì Thuyết lại nhớ đến cái chuyện là anh ta mục đích anh ta nói rõ ràng là vì là Thuyết không tin, nhưng câu chuyện đấy có vẻ như có thật, ý là Ngân đã bị coi như là bị khống chế rồi. Ở đây là rõ ràng ý của người thanh niên nói như vậy, tức là trong cái hôm mà Ngân đi đến ngôi miếu của bác sĩ Trần và nhận lời cầu hôn với bác sĩ Trần ở đó thì Ngân đã bị khống chế rồi, và chính sự khống chế này đã khiến Ngân quyết định lấy bác sĩ Trần. Khống chế bằng cách gì, bùa ngải hay là bằng bằng cái gì đó thì Thuyết không biết, nhưng rõ ràng là người thanh niên này nói như vậy. Thì hôm nay tự nhiên người ta mới gọi điện cho Thuyết và nói tới cái câu chuyện là tại sao, bởi vì ngay cả chuyện mà nói với Ly Hương thì người ta cũng biết nữa, rõ ràng rằng nhân vật này theo dõi câu chuyện rất sát sao, và trong từng bước đi của bác sĩ Trần và của Ngân người ta vẫn đang theo dõi. Rõ ràng rằng là họ nếu mà nói như vậy thì các bạn cứ yên tâm đi, ý của mình nói là tại sao, tại vì người ta vẫn theo dõi, có nghĩa người ta bảo vệ Ngân, đúng không ạ? Đấy, rõ ràng là người ta đứng về phía Ngân mà, người ta muốn bảo vệ Ngân thì làm sao mà còn gì phải lo nữa. Cho nên là trong câu chuyện này mình cũng cảm thấy mừng, nhưng có một điều mình vẫn thắc mắc là ồ, tại sao người đàn ông này lại tin vào cái chuyện bùa ngải nhỉ? Đấy, bởi vì họ nói như vậy có nghĩa là do Ngân đến cái chỗ ngôi miếu đó, cho nên bây giờ Ngân mới bị khống chế, chắc là bị uống về thuốc bùa, thuốc ngải gì gì đó. Ở đây nếu mà thật sự mình vẫn chưa tin cái chuyện bùa ngải, nếu mà có một ai đó mà chẳng hạn thì chứng minh được cái chuyện này thì mình mới phục mà mới tin được. Chứ còn nói bảo bây giờ tự nhiên là Ngân trúng một bùa ngải, ví dụ đi ăn uống một món gì đó, ví dụ như là sau đó người ta cho cái chất gì vào đó và mình ăn, mình cứ đi làm theo người ta. Tất nhiên trong chuyện này thì Thuyết tin ở một cái khía cạnh khác, ví dụ như này, trong mấy ngày vừa qua Thuyết cứ bị ám ảnh về cái ông thầy bói Ấn Độ, thì thực sự ra là Thuyết rất sợ nhìn vào đôi mắt của ông thầy bói Ấn Độ này. Mà cái hôm các bạn nhớ là Thuyết vừa đi Toronto về đó, đi gặp ông thầy bói về đó, thì Thuyết thật sự là rất là may hôm đó có người bạn, gọi là người bạn thôi, nhưng mà nếu mà nói về tuổi thì dường như là đứa cháu sinh năm 1987, rất là may mắn đã có nó giải cứu, nó không tin vào ông thầy bói này và nó gần như là xua đuổi Thuyết là không nên tin vào chuyện đó và tốt nhất là đi về đó. Chứ nếu hôm đó mà không có cái thằng thằng đó thì không biết là Thuyết nghĩ Thuyết sẽ coi như nói chuyện ông thầy bói này như thế nào, bởi vì bản tính của Thuyết là rất tò mò. Tự nhiên thấy một người mà nước ngoài mà biết nói tiếng Việt Nam thì mình đã tò mò rồi, muốn hỏi làm sao tại sao người ta học giỏi như vậy, bởi vì Thuyết biết rằng cái tiếng Việt Nam là rất khó so với người nước ngoài, người ta học không phải dễ như là người Việt mình học tiếng Anh đâu, người ta khi mà học tiếng Việt là rất là khó, thế mà họ lại nói được thì giỏi. Cho nên là chính trong câu chuyện đó mình cũng cảm thấy có một cái gì đó. Thì ở đây mình tin có những điều mình tin như thế này, ví dụ như là về cái sự độ tuổi thông minh và chẳng hạn như là bị ảnh hưởng về trí nhớ vân vân, nó do một cái tác động gì đó chẳng hạn như thuốc lá. Ở đây Thuyết đang muốn nói tới trong những ngày qua Thuyết đang cai thuốc lá, một cái điều rất đơn giản vì rất là bực bội, bởi vì nghĩ rằng là cái thuốc lá nó quá hại đến sức khỏe, nói với các bạn thế. Ngay cả cái chuyện ở bên này muốn hút thuốc lá mà cái số lượng Thuyết hút quá nhiều ấy, nếu các bạn đi ra khỏi nhà để đi hút thì các bạn không có thời gian, bởi vì đi từ đây ra đến ngoài cửa nhà, tức là một cái chung cư, là các bạn đi khoảng 100 mét, và nếu mà mùa đông các bạn đi ra bên ngoài thì
cái thời tiết nó rét đến âm mấy chục độ như vậy thì các bạn đứng bên ngoài các bạn hút xong một điếu thuốc cũng chết rét rồi, chết cóng rồi. Cho nên ở đây là Thuyết phải hút trong nhà. Mà hút trong nhà ở đây thì không ai cho phép hút ban nhà trong nhà cả. Thì ở đây nó sẽ nguy hiểm về đến sức khỏe của cả hai đứa con, chứ không phải là riêng một mình Thuyết. Cho nên là trong câu chuyện này là Thuyết cố gắng bỏ. Cố gắng bỏ thì vì bỏ thuốc trong mấy ngày hôm nay mà đầu óc mình nó không, nó như là Thuyết không biết xử, không biết nói như thế nào. Tức là cái đầu óc mình bị kém thông minh và coi như là cứ hay quên quên nhớ nhớ các bạn ạ. Tức là bị phụ thuộc vào cái chất nicotine của thuốc lá nó khoảng như cả gần như là 50 năm nay rồi. Cho nên bây giờ tự nhiên bỏ là nó người nó như là nó bị ốm, nó nghiêng ngả đi. Thì cái này là Thuyết tin. Còn thì bây giờ vào một cái bùa ngải thì Thuyết thực sự là vẫn chưa tin lắm. Nếu nói Ngân đã bị bùa ngải của bác sĩ Trần và coi như tự nhiên quyết định để lấy bác sĩ Trần như vậy là do bùa ngải, thì ở đây liệu rằng đặt một câu hỏi khác rằng liệu rằng nếu mà nói như vậy thì Ni Hương có bị bùa ngải hay không? Bởi vì Ni Hương đang bảo vệ bác, hầu như cảm Thuyết cảm giác rằng Ni Hương đang bảo vệ bác sĩ Trần. Đấy. Rõ ràng rằng là trong câu chuyện này tự nhiên hôm nọ đánh đánh bác sĩ Trần chảy máu mồm máu mũi ra, thế mà tự nhiên bây giờ nói đến bác sĩ Trần thì lại bảo vệ bác sĩ Trần thế. Bởi vì không biết lý do như thế nào đó bác sĩ Trần tự nhiên nhận con trai của Ni Hương là con nuôi, và từ lúc đó thì tự nhiên Ni Hương bảo vệ bác sĩ Trần, thì nó rõ ràng còn một lý do gì đó mà Thuyết không thể tìm ra được cái nguyên nhân chính. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều người không tin cái câu chuyện Ni Hương diễn giải với Thuyết. Trong đó có một bạn không có tên tuổi đã viết như thế này: câu chuyện giữa Ni Hương với anh Thuyết hoàn toàn không có điểm nào thuyết phục được tôi hết, mà đây là một sự sắp xếp có tính toán sắp đặt. Làm sao ai tin được điều đánh nhầm người? Chính điều này đang là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong cuộc tình này, cho chúng ta thấy tình trường của bác sĩ Trần còn nhiều ẩn khúc. Ngay từ khi lần đầu gặp nhau, tôi đặc biệt chú ý câu nói của Võ Ái Khanh với anh Thuyết rằng anh không phải là mẫu người gần được với bác sĩ Trần đâu. Một câu nói ngắn gọn, xúc tích mà người nghe cần suy luận và sâu chuỗi vụ việc. Vì Ái Khanh đã biết và sống gần bác sĩ Trần suốt hơn 40 năm qua thì quá rõ về bác sĩ Trần rồi. Đến ngày hôm nay gặp lại nhau thì cái kim trong bọc già quá, vì nó đã được hơn 40 tuổi, bây giờ nó mới nổi ra, anh Thuyết ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn, không biết bạn tên là gì nữa bởi vì bạn không đưa ra tên tuổi của mình. Thì trong cái phần này thì bạn có nói đến cái câu nói của Võ Ái Khanh. Thì câu nói này đúng là gặp nhau thì Võ Ái Khanh tự nhiên lại nói câu này, thì mình cũng mình biết rằng là rõ ràng là Võ Ái Khanh lo cho Thuyết, bởi vì biết rõ cái tính cách của Thuyết là nó rất là thật thà với mọi người ấy, cho nên là sẽ cái kiểu như ai muốn hại thì nó người ta biết quá rõ về mình, người ta hại mình rất dễ, thì nó khác hoàn toàn với không phải là giống bác sĩ Trần, đúng không ạ? Cái mẫu người của bác sĩ Trần nó hoàn toàn khác, có nghĩa là bác nghĩ gì bác không nói ra, còn người của mình cứ như là ruột để ngoài da, có bao nhiêu phơi hết ra cho người khác biết rồi thì người nào thích hại Thuyết thì đơn giản thôi. Thì Thuyết cũng ok, bởi vì chuyện chả sợ gì cả, trên đời này mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, người ta hại mình chưa chắc đã hại được, có khi người ta lại chính là người ta hại bản thân họ. Cho nên là Thuyết luôn luôn nghĩ về điều đó, cho nên chẳng có gì phải ngại, bởi vì đó không phải là cái tính xấu ấy. Chẳng hạn như anh Nguyễn Quốc Sáng nói rằng là cái tính của Thuyết đó là cái tính có thể là một cái điểm yếu chết người, bởi vì cứ chưa đánh đã khai. Thế nhưng mà Thuyết cho rằng đó không phải là tính xấu. Nếu mà xấu thì mình học cách mình sửa đổi, nhưng đó không phải là tính xấu thì kệ ấy, bởi vì nó là tính tốt thì tại sao mình phải sửa đổi cái đức tính tốt đi nhỉ? Còn một bạn khác thắc mắc trong cái câu chuyện bác sĩ Trần cho Thuyết nói về cho điện thoại của bà Ly Hương. Ở đây thì đúng là bạn ấy thắc mắc là cái người anh Thuyết đã gọi điện thoại mà bác sĩ Trần cho số điện thoại bảo đó là bà Ly Hương, thì anh có chắc đó là bà Ly Hương hay không, hay chỉ là một phụ nữ nào khác? Bởi câu chuyện nó chỉ trên điện thoại mà anh Thuyết cũng chưa biết mặt bà Ly Hương. Nếu biết câu chuyện chính xác, anh phải gặp trực tiếp bà Ly Hương thì mới biết được. Còn trên điện thoại biết đâu bác sĩ Trần cho số điện thoại của một người nào đó mà bác sĩ Trần đã dàn dựng để qua mặt anh Thuyết thì sao? Để mong cho anh Thuyết không tìm hiểu câu chuyện này nữa. Câu chuyện này có nhiều nghi ngờ, nên anh tìm gặp trực tiếp bà Ly Hương thì mới tin được.
Vâng, xin cảm ơn bạn Vũ Minh. Thực ra bác sĩ Trần đâu có ngu dại đến như vậy. Bác ấy cho một người dối không phải về Lý Hương thì kiểu gì trước sau thuyết trả gặp được bà Lý Hương đúng không ạ? Thì là bác ấy làm cái chuyện dối trá như vậy thì bị phát hiện ngay. Làm sao mà bác sĩ Trần dối mình cái chuyện đó? Đó là một lý do. Cái thứ hai là chính thức là hôm nay Thuyết đã gặp Lý Hương rồi. À không phải là gặp mặt, vẫn là qua điện thoại. Nhưng trước đó thì coi như chính Lý Hương đã coi như ngồi ở trong ngôi miếu của bác sĩ Trần trên thác nước Niagara, và ở đây Hà Đông đã gặp. À mình xin lỗi, tức là Đông Nhi đã gặp coi như người phụ nữ này ở ở cái thác nước đó cùng đứa con trai tàn tật rồi. Thì coi như là chính xác 100% rồi các bạn. Tức là cái người đó chính là Ni Hương. Cái vấn đề ở đây là Ni Hương là vẫn có một cái quá khứ, mà quá khứ này thì Thuyết cảm giác rằng nó không phải là thật như là Ni Hương đã nói. Ờ, trong câu chuyện này còn rất nhiều những cái mà Thuyết thắc mắc nhưng vẫn chưa thể giải thích được. Một bạn tên là Phạm Thủy cũng đóng góp cho chúng ta trong cái câu chuyện này như thế này. Ngân Hùng Nguyệt, hôm nay chị viết mấy dòng chữ gửi đến cho các em trước hết. Xin gửi lời thăm đến hai mẹ con Ngân Hùng và gia đình Nguyệt. Thật hạnh phúc. Từ đầu đến giờ chị rất ủng hộ Ngân Hùng đến với nhau, cho con có bố có mẹ. Con mà có bố mẹ đầy đủ thì đứa con đó hạnh phúc nhất trên đời. Không ai bị chê trách, chọc ghẹo. Ngân ơi, chị biết em là người sống có đức, biết nhường nhịn. Bao nhiêu đau khổ em vượt qua hết. Chị mong em sáng suốt, chỉ có ba ruột mới thương con mình. Em cứ suy nghĩ, phạm hoa trẻ đẹp song trần không lấy mà lại quyết liệt âm mưu thủ đoạn để lấy em. Vì con em đang giữ số tài sản quá lớn. Nếu ông Trần cưới được em rồi thì vài năm sau nữa mẹ con em sẽ thấy hậu quả ông Trần sẽ giết con em đấy. Em đừng gần ông Trần nữa, đừng cho ông ta đến nhà nữa. Cu Nhẫn rất hợp với bố nó. Chỉ cần nó ở với bố thì nó sẽ khỏe mạnh. Miễn đừng cho ông Trần đến gần em, Hùng và cả con em nữa, thì em thấy cuộc sống của em và Hùng rất hạnh phúc. Nếu sau này em với Hùng không đến được với nhau thì hiếm gì người tốt thương em. Anh Thuyết là người quá tuyệt vời, còn nhiều người đàn ông khác trẻ tuổi đang đợi chờ em. Giàu có đẹp gái mà phải bu vào ông Trần già cho mất giá trị của mình ra. Mình cũng đâu đến nỗi gì mà đi lấy một ông già đầy con đầy vợ khắp nơi ở Trung Quốc chất đầy mà cũng không ai biết hết để con em được một tuổi. Hồi đó em thấy rất hạnh phúc bên con, sung sướng tự do, hai mẹ con dẫn đi Pháp chơi không lệ thuộc ai hết. Còn chị nói về với Hùng, Hùng rất thương hai mẹ con em. Chị nghe Hùng viết thư gửi cho em rơi rớt nước mắt. Em phải hiểu hoàn cảnh của Hùng, sống với Hùng 3 năm có con mà Hùng không chết. Bây giờ cưới ông Trần gấp chứ Hùng và con chết nói vô lý mà em cũng tin. Đó là thầy phù thủy Trần nói để ông ta đạt được mục đích. Nếu mà em còn gần ông Trần thì cuộc đời em sẽ đổ lộn. Lúc đó Hùng và con Hùng sẽ tự tử chết đấy. Dừng lại đi, đừng quan hệ gì với ông Trần nữa. Chứ không mất chồng mất con hối hận không kịp. Mọi người ai cũng thương em hết, cho nên bây giờ lo cho em. Nhất là anh Thuyết đấy. Chị nói ít em hiểu nhiều, còn thương và Hùng thì không nhường nhịn cho ai hết. Mình phải dành người mình yêu, tình yêu không có tội, không phân biệt tuổi tác. Mình thương ai, mình phải dành cho bằng được. Xem ai sống với Hùng được 3 năm rồi, chứ phải 3 ngày đâu, mà sợ đi nghe lời ông Trần già để chia cách cha con vợ chồng mình. Em nghe lời mọi người đi, đừng đi thầy bói nữa, thì em sẽ trở lại hạnh phúc xưa thôi. Chị chúc em và gia đình Nguyệt được hạnh phúc. Chào em. Vâng, xin cảm ơn bạn Thủy Phạm. Bạn vẫn có một lời khuyên với Ngân là tốt nhất là ở với Hùng, lấy Hùng. Đã trước đây đã ở 3 năm rồi và có con với nhau rồi thì làm sao không chết, làm sao có chuyện bây giờ lại chết được đúng không ạ? Thì đương nhiên câu chuyện này thì ai cũng có thể nhìn ra và có thể nghĩ vậy. Nhưng có một điều không biết bạn Thủy Phạm nghĩ sao. Ngân đã nói lời chia tay và mình nghĩ rằng lời chia tay này là từ từ đáy trái tim của Ngân rồi. Khó có thể là lấy lại lắm. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì bây giờ bạn Thủy không nói một câu nào tới 8 trang. Có nghĩa nếu mà bạn khuyên Hùng và Ngân lấy nhau như vậy thì 8 trang sẽ bỏ đi đâu đây? Đúng không ạ?
Chính bác sĩ Trần cũng biết cái điểm yếu này của sinh viên Hùng cho nên đã tuyên bố trước cả mặt Hùng rằng nếu bây giờ Hùng mà lấy 8 trang thì Hùng mà bỏ 8 trang mà quyết định lấy Ngân, hai người đồng ý như vậy thì chính bác sĩ Trần cũng là người rút lui. Chính bác sĩ Trần tuyên bố câu này trước mặt cha mẹ nuôi của sinh viên Hùng và cả mặt Hùng nữa ở trong cái phòng khách của nhà Ngân mới hôm qua hôm kia thôi đúng không ạ? Cho nên là bạn Thủy Phạm không nói một câu gì đến 8 trang. Cái vấn đề nó nằm ở đây là Hùng có buông bỏ được 8 trang hay không? Đó. Cái vấn đề nó nằm ở đó đúng không ạ? Có rất nhiều vấn đề khác mà bạn chỉ nhìn có một góc cạnh thôi. Chứ nếu mà vì cái vấn đề đó thì câu chuyện đã kết thúc lâu lắm rồi. Còn trong câu chuyện này các bạn nhìn thấy đó. Theo một cái thông tin mới nhất thì hôm qua sinh viên Hùng cũng ở đến nhà Ngân gần như cả suốt đêm. Sau đó cậu ta lại phải ra xe ô tô tầm khoảng 4 giờ là cậu ta nằm ngủ. Ở tại đây là sinh viên Hùng vẫn có vẻ như là đang nghe lời mẹ. Có nghĩa là vẫn làm sao gần gận Ngân. Bởi vì biết rằng đứa con của mình nó khóc rất nhiều. Và đến khi những lúc khóc đó thì cậu ta phải bế. Và có một cái ma lực nào đó bé Nhẫn cứ được bố mà ôm ấp thì tự nhiên nó lại hết khóc. Cho nên là chuyện này là Hùng vẫn đang phải làm một cái trách nhiệm là trông con. Không biết là trong những ngày tới Hùng sẽ làm như thế nào. Nếu một khi mà Hùng được chẳng hạn như là ví dụ bây giờ là Hùng được thông báo, nhà trường thông báo là đã coi như là bài luận văn làm tốt và cậu ta lấy được bằng cử nhân. Trong khi đó cái công ty của cậu ta đang làm chính là cái ông giám đốc là ví dụ là bạn của thầy giáo Tân mà họ coi như là khi mà Hùng đỗ được bằng cử nhân rồi thì rõ ràng công ty đó họ sẽ nhận Hùng làm việc luôn đúng không ạ? Thì lúc đó Hùng sẽ phải đi làm thì hàng ngày đi làm như vậy thì ban đêm phải ngủ chứ còn thì ban ngày đi làm thì ban đêm lại trông con như vậy thì Hùng sống như thế nào đây đúng không ạ? Cũng là một cái vấn đề đang phải suy nghĩ. Còn trong câu chuyện này rõ ràng bây giờ bạn Thủy nói và khuyên Hùng cả Ngân lấy nhau vậy cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì 8 trang vứt bỏ đi đâu nào. Rõ ràng là Hùng chấp nhận để chia tay với Ngân, nhưng với một điều kiện Hùng không muốn Ngân đi lấy chồng vào thời điểm này, nhất là không muốn cho lấy bác sĩ Trần. Rõ ràng ở đây Hùng cũng được tham khảo nhiều ý kiến rồi và cậu ta cũng có thể là đồng ý với Ngân rằng là đi lấy chồng ở một người nào đó ngoài coi như bác sĩ Trần ra, đúng không ạ? Bởi vì bác sĩ Trần là một người cực kỳ khó hiểu, bí hiểm nữa. Trong câu chuyện này thì Ngân có thể thiếu gì những người đàn ông? Ngay cái bức thư trong cái video hôm nay thứ nhất của chúng ta đã nghe đúng không ạ? Bạn Hoàng Huynh đó đã viết thư, tức là cách đây khoảng nửa năm rồi thì bạn ấy đã từng viết mấy lá thư. Và đến hôm nay thì một cái người ở bên Mỹ sinh năm 1962 bằng tuổi thuyết cũng đã quay lại. Đây là người thật việc thật. Người ta tức là có hai bằng cấp về đại học. Và người ta là người đang làm việc trong chính phủ của đất nước Mỹ. Người ta có thân thế đàng hoàng và coi như là không có vợ con gì ở ngoài luồng. Rõ ràng rằng là đấy là một đối tượng cũng ok. Chỉ nói đó là một ví dụ thôi, đúng không ạ? Và ví dụ như là nếu mà Ngân mà ok một cái, người ta có thể sang Canada đón về Mỹ luôn. Đấy. Không thiếu gì. Hoặc là bây giờ có rất nhiều nơi, ví dụ như là bác nhàn ở bên Pháp rất mong muốn ở Ngân hoặc một người nào đó ở trong câu chuyện tình này đi đến đất nước Pháp để coi như là tham quan và có thể đi du lịch ở đó mà một thời gian để cho nó sảng khoái đầu óc cái tư tưởng của mình ra, đừng coi như là suốt ngày ở đây, bởi vì cứ ở gần đây thì cái câu chuyện này nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy đúng không ạ? Cho nên là bác Nhàn đang ở bên Pháp rất mong muốn là Ngân có thể đi sang đó làm một chuyến du lịch, chẳng hạn đi sang đó vài tháng và lúc đó đưa ra một cái quyết định nó rất là dễ dàng và xa lánh Toronto ra một cái khu vực gọi là rất là nguy hiểm đối với mọi người trong trong câu chuyện tình này đúng không ạ? Khi bạn sang đến Pháp rồi, đến gặp bác Nhàn rồi thì lúc đó bạn có thể gặp cả bạn Thiên Nga Trần. Lúc đấy bạn Thiên Nga Trần sẽ là một người quân sư là cố vấn cho bạn đi làm đẹp ở đâu. Đi chơi, ví dụ lúc đó là Ngân thích đi làm đẹp, đi Hàn Quốc cũng được, đi Hà Nội cũng được, đi bất cứ đi sang Thái Lan cũng được. Mình tin rằng là Thiên Nga Trần sẽ dẫn Ngân coi như là đi đến những cái nơi đó để làm đẹp với giá cả phải chăng nhất và lại đẹp nhất. Thì theo mình không biết Thiên Nga Trần có thóc lúa nhiều hay không, nhưng mà khi mà Ngân đồng ý rồi thì Ngân sẽ bao bọc về cái chuyện vé máy bay cái thứ để bạn Thiên Nga Trần cùng đi đúng không ạ? Bởi vì Ngân thóc lúa nó đầy bồ như vậy, còn chắc là bạn Thiên Nga Trần không thể là có nhiều. Cái chuyện tiền bạc hay không phải lo rồi. Thì bây giờ một người như Ngân thì rất cần một bạn như Thiên Nga Trần ở bên cạnh. Khi làm bạn được Thiên Nga Trần rồi thì coi như là cuộc đời mình thấy nó sẽ ok lắm. Bởi vì bạn Thiên Nga Trần nó có nhiều ý tưởng hay.
mà đi với bạn Thiên Nga Trần thì bạn ấy luôn luôn ở bên cạnh mình, là luôn luôn có những cái đuôi con gà trống. Các bạn biết để sử dụng làm gì không ạ? Đó, khi uống rượu cốc tai là phải có đuôi gà trống để ngoáy lên thì uống nó mới ngon. Đó, thì mình bọc độc bây giờ mong muốn là Ngân hãy tìm đến đất nước Pháp. Đấy, ví dụ như bây giờ con cái là ok, thì chuẩn bị một cái tư tưởng, một cái cuộc du lịch đi đến đất nước Pháp hoặc là sang Mỹ. Đấy, làm một chuyến đi du lịch. Đó, thì có gì đâu, Ngân có thể là em bé có thể lui bộ bằng cách là ví dụ như là 1 tháng trở ra có thể uống sữa ngoài, và ở đây Nguyệt có thể là làm cái trách nhiệm công việc đó, đúng không ạ? Để đi làm coi như mình có thể đi xả hơi, nhưng mà ở đây đừng nên đi với bác sĩ Trần, chứ còn khi đi với bác sĩ Trần rồi thì khó lắm, bởi vì không biết nói nào cả, không biết nói nào cả. Thuyết chỉ biết như này này, khi mà Ngân ví dụ đi làm một chuyến đi du lịch đi xa thì lúc đó trái tim của Ngân ngả nghiêng về ai, Ngân sẽ tự biết. Ví dụ lúc đó mà khi mà Ngân đến Pháp chẳng hạn, thì lúc đó tự nhiên Ngân lúc nào cũng chỉ nhớ về hình ảnh của bác sĩ Trần thôi, thì chính xác lúc đó cái người mà Ngân cần tìm để làm chồng, để lấy cái bờ vai để lương tựa vào những lúc ốm đau bệnh tật, những lúc tâm sự thì chính là bác sĩ Trần. Còn nếu mà hình bóng của sinh viên Hùng không lúc nào phai nhờ trong trái tim của Ngân thì đó chính là Ngân đã yêu Hùng quá nặng nề rồi. Và Ngân tốt nhất là không nên trở về thời gian sớm quá, có nghĩa đi du lịch càng lâu càng tốt, để cho Hùng cả 8 trang thành đôi phải nữa đi. Tức là khi họ ván đã đóng thuyền hẳn hoi rồi thì lúc đó Ngân hãy trở lại càng tốt. Ý của Thuyết mong muốn là như vậy. Bởi vì lúc đó là Ngân đã xác định được trái tim của mình chỉ có sinh viên Hùng, đúng không ạ? Thì cái cuộc tình tay ba nó sẽ không đem đến cái gì cả. Thì tốt nhất đi chơi độ khoảng 6 tháng 1 năm ở trên nước nọ nước kia, nó là sẽ là ok. Còn nếu mà Ngân cảm thấy lúc nào có như hình bóng của bác sĩ Trần cũng ở trong trái tim của Ngân, và biết rằng là đó chính là người mình cần tìm, thì lúc đó chỉ cần một cuộc điện thoại là bác sĩ Trần sẽ có mặt ngay chứ có gì đâu, đúng không? Cho nên là tại sao Thuyết nói là không cần phải đi với 2 người. Đi một mình thì mình mới kiểm chứng được trái tim của mình. Bởi vì khi xa cách á, các bạn luôn nhớ về ai thì đó chính là người các bạn cần tìm. Đây là điều kiểm chứng rất dễ thôi, nhưng Ngân lại không làm được. Đôi khi bởi vì con người ta ai cũng có mặt mạnh, ai cũng có mặt yếu. Chính mấy ngày hôm nay Thuyết đã nghĩ đến vấn đề này nhưng mà không dám nói chuyện với Ngân, bởi vì đứa bé nó còn quá bé, bây giờ không thể là mới có được 20 ngày đã xa rời con để mà đi du lịch được. Còn thì nói thật ra mà nói là bác Nhàn ở bên Pháp đã viết rất nhiều lá thư rồi, là mong muốn Ngân là đi sang bên đó chơi. Là nói thật với bác Nhàn là Thuyết cũng chưa thể dám nói ở chuyện riêng với Ngân là bảo mờ như vậy, bởi trong thời điểm này chưa tiện nói. Thì Thuyết rất mong muốn là Ngân sẽ sang bên Pháp, nó là cái nơi du lịch có thể là nó không quá đẹp như Canada, nhưng nó là một cái nơi lên đến. Bởi vì sao? Bởi vì bên đó có bạn Thiên Nga Trần, hoặc là có những cái rất là ok, chẳng hạn như là cái gì nhỉ, cái tháp Eiffel chẳng hạn. Ngân có thể là chưa đến đó tham quan bao giờ, nó có nhiều những cái điểm du lịch nổi tiếng khác trên đất nước Pháp. Và nếu thích thì lại quay trở lại Mỹ đi một số nơi, và chẳng hạn như đi cùng Thiên Nga Trần, bởi vì ở đây Ngân rất thích làm đẹp, thì trong khi đó bạn Thiên Nga Trần cũng rất đẹp gái. Các bạn biết không, Thiên Nga Trần năm nay 64 tuổi, nhiều hơn Thuyết 2 tuổi, nhưng mà đó có 2 tấm ảnh mà Thuyết đã đăng lên của Thiên Nga Trần trong cái hình ảnh nhỏ ấy. Các bạn nhìn đấy, trông Thiên Nga Trần năm nay chỉ có độ khoảng 30-31 tuổi thôi, vẫn xinh gái lắm. Chứ là có nhiều chàng trai mới có khoảng hơn 20 tuổi vẫn cứ tán tán cô gái Thiên Nga Trần, mà trong đấy cô bé này năm nay đã 64 tuổi rồi. Nếu mà không biết giữ gìn như mọi người phụ nữ Việt Nam khác ở vùng nhà quê thì coi như là răng răng lợi là đi chơi hết rồi các bạn ạ. Ý là móm mém hết rồi. Nhưng mà Thiên Nga Trần đến năm nay 64 tuổi trông như là phụ nữ đang trẻ thanh xuân, thanh niên hai mấy tuổi còn tán đỉnh cơ mà. Thì biết rằng là sao? Biết rằng là cái cách làm đẹp của bạn Thiên Nga Trần rất là ok, và chính là Ngân nên đi đến đất nước Pháp cùng Thiên Nga Trần đi 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 làm đẹp. Đó, và khi làm đẹp về rồi, con gái mà có cái sức đẹp quyến rũ rồi thì mình tự tin để chinh phục những đỉnh cao khác, đúng không ạ? Ngoài sinh viên Hùng ra thì thiếu gì đàn ông trên thế gian này cao to đẹp dai và coi như là khỏe mạnh hơn sinh viên Hùng nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó trong video ngày hôm nay thì chúng ta lại phát hiện ra một điều nữa. Hôm nọ Ngân không tiết lộ cái gì sau khi đi cùng bác sĩ Trần ở trên thác nước Niagara về. Có nghĩa là sao? Hầu như tất cả mọi người
ai cũng vậy, khi đến đến trên thác Đức Ligada thì đều muốn lên ngôi miếu của bác sĩ Trần, ngay cả như thuyết cả bất kể người nào cũng vậy thôi, bởi vì đây là cái trí tò mò, đúng không ạ? Ngân thì rõ ràng là mình không nói rồi, nhưng bất kể ai lên đó đều muốn lên ngôi miếu này, mặc dù ai cũng sợ ma, ai cũng nói khi mà nghe đến hồn bà Ngọc Trinh, ví dụ như vào cái ngôi điện ngôi miếu đó có như hàng trăm hàng nghìn con mắt lúc nào nó cũng nhăm nhe, nó nhìn soi mói vào mình, ai cũng rùng mình, ai cũng cảm thấy sợ, nhưng biết là sợ rồi nhưng vẫn cứ thích đến đó. Đó là một cái tâm lý của con người chúng ta đấy. Thì hôm nay chúng ta phát hiện ra vấn đề là Ngân đã từng cùng bác sĩ Trần đến cái ngôi miếu đó trong một ngày và đêm, thì không biết rằng là có chuyện gì xảy ra ở đó không hay không. Ý của thuyết muốn nói rằng cái người đàn ông lạ mặt đã gọi điện cho thuyết đó, nói rằng là Ngân là bị trúng bùa của bác sĩ Trần rồi, cho nên là mới có mấy ngày đã đòi cưới bác sĩ Trần, lý do nó là như vậy chứ không phải là cái lý do mà Ngân lo sợ Hùng với con bị chết đâu. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, cho nên bây giờ nó rất là khó, chỉ có cách ví dụ như Hùng đã làm, đó là một cách, ví dụ như bắt con của Ngân đi, và khi mà lúc đó thì Ngân coi như đã tỉnh táo ra một chút, khi mà lo sợ cho tính mạng của con mình thế nọ thế kia thì Ngân mới có thể nói cái lời hoãn thôi. Và ở đây người đàn ông đó cũng đã cảnh báo thuyết một câu như là kiểu như là chưa hết cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là cái gì? Có nghĩa là Ngân mới đang hoãn thôi, đúng không ạ? Có nghĩa là Ngân có thể lấy bác sĩ Trần bất cứ lúc nào. Người ta nói nguy hiểm ở đây là người ta sợ rằng là về cái đứa con của Ngân thôi, còn bản thân Ngân thì có thể là được bao nhiêu lâu nữa đâu, mình thì mình không rõ, nhưng cảnh báo nguy hiểm ở đây nó có nhiều nghĩa lắm các bạn. Và theo thuyết nghĩ rằng là tất cả mọi sự trên đời này thì nó không thừa, đương nhiên là có thể các bạn cho rằng đó là một điều không tốt, nhưng cũng cứ không thừa, bởi vì đấy, thấy không, khi không quan tâm tới người ta thì bất kể là có thể những cái điều mà xảy ra khó khó có thể mà lúc đó là chúng ta có thể ứng cứu kịp. Chẳng hạn như bây giờ coi như Hương Ly lại vừa tiết lộ rằng là chính Hương Ly là người muốn coi như gieo mình xuống dòng thác Đức Ligada để quyên sinh, để hình như là tạ lỗi với bà Ngọc Trinh. Thì trong câu chuyện này thuyết cũng thấy có một cái gì đó rất là mờ ám, đúng không ạ? Tại sao người đàn bà này lại muốn như vậy? Tại sao muốn kết thúc cuộc đời? Mà trong khi đó thì trong mấy chục năm qua tại sao lại không làm chuyện đó? Chắc chắn là nó có nhiều lý do lắm các bạn. Chính vì vậy bác sĩ Trần vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn ở trong lòng mọi người. Và mình hy vọng rằng trong một vài ngày tới đây thì bác sĩ Trần có thể sẽ giữ được cái lời hứa, sẽ tâm sự với Thuyết để cắt bỏ cái khối u trong tấm lòng của mình đi. Vâng, câu chuyện này nó như thế nào thì mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục lắng nghe video phía sau của Thuyết nhé. Thuyết xin chân tình cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.